2 thước 5 3 thước. Rồi mình kiếm cái cây mình hướng dẫn cho bà con sẽ tỉa cành tạo tán nha. Tỉa cho đúng. Rồi mọi người ở ngoài hiện trường mình im lặng nha, để Nokia và chúng tôi làm việc nha. Thì bây giờ này chú hiện tại giữ cây như này nè, và cái tàn thì chú cứ để bình thường, chú đừng có ấy nhiều quá nha, đừng có tỉa nhiều quá. Những cái tàn phướng tàn ấy như thế này nè, chú cứ cắt bỏ cho con. Đó. Rồi đi. Những cái đó không hiệu quả. Không hiệu quả, cái này là những cái cành vượt thôi, không mang lại hiệu quả kinh tế cho mình hết, cho nên là mình phải mạnh dạn mạnh tay mình cắt bỏ hết cho con. Cắt vào cái thời điểm nào kia ha? Rồi mà không chờ trái sao? Dạ. Cái thời điểm là khi mà chú trồng được khoảng 6 tháng chú mà tỉa cành được rồi. Nếu mà chú để lớn như lớn thế này á thì cũng được chứ không chứ nó không có gì hết, nhưng mà về cái cạnh tranh dinh dưỡng nó nhiều thôi. Nhưng mà cái trái nó chậm ra rồi. Đúng rồi, cắt nhiều quá thì cây nó mất sức, cái trái nó chậm ra lắm. Còn những cái cây như này nè, có hướng dẫn chú cắt những cái cành này. Cái này là những cái cành là vô hiệu nha. Cành đực. Cành đực vô hiệu nha. Mình chỉ cắt bỏ cái cành này thôi. Con biết cành đực là cành này là cành đực. Cành đực nó có những cái lỗ lõm vô ha. Chỗ cây nó có cái lỗ lõm vô. Đúng rồi, dạy dưới lõm vô. Còn những cành cái lớn như thế này nè, chú thấy nó không, nó liền nè, đúng không? Đó, nó chỉ không có lỗ lõm. Cái này là cái bí quyết á. Con đã chia sẻ cho chú là cái kinh nghiệm con tích lũy được hơn 10 năm rồi. Đó là cành đực đây ha. Cành đực. Cành hơi bự, kéo nó hơi nhỏ xíu nha mà anh em nha. Cắt nó cũng rồi xa ra vậy nha chú nha. Rồi đưa xa ra. Cái cây này chú chỉ cắt chỉ hai cành với con được rồi. Vậy à? Vậy chỉ đơn giản thôi. Cũng được nữa. Giản được nhưng mà chú phải để cho nó tròn tàn. Tròn tàn ngay, nếu chú cắt nó bị lép bên đây nè. Lép bên đây nó tròn mà bên đây bị lép thì cái này không thì đẹp. Mình nếu như vậy là mình chơi sao như hoa kiển à. Đúng rồi, chú chỉ cắt đơn giản như con vậy thôi chứ đừng có cắt nhiều quá, như cây cây ngoài chú cắt quá tồi luôn nó làm mất sức trong quá trình mình đã vận chuyển đường bột cũng như là trong quá trình mà là cung cấp những cái hàm lượng dinh dưỡng vô để kích ra hoa thì nó rất là chậm. Hoặc là nó mất sức quá nó không ra hoa luôn. Cái đó là một cái nhược điểm của người nông dân mình là chưa nắm bắt được cái khoa học kỹ thuật. Cho nên là cái hạn chế nhất là ra hoa, thứ hai là mất sức dinh dưỡng của cây là nó chiếm tỷ lệ rất cao. Cho nên là cây như thế này mình sẽ tiễn nhẹ thôi, tiễn nhẹ hai cành cho con thôi. Làm như thế nào để cho cái tàn nó vừa tròn và ở cái phía bên trong được thông thoáng là được rồi. Thông thoáng là được rồi. Chứ mình không cần mình tỉa hết. Không cần tỉa hết. Rồi bây giờ dạ. Như mấy cái ngoài này là mấy cái bơi này là cũng phải cắt. Mình để bình thường. Để luôn hả? Để bình thường trong cái quá trình mà như cái trái nó ra tới đây đúng không? Thì những cái cành như này, cái lá như này để nó hấp thu dinh dưỡng cũng như là nó vận chuyển đường bột để nuôi lại trái. Đó. Dạ. Bây giờ tôi thấy thế này, nhìn sao lưng chú nè thấy dạ. Không? Chú ý luôn cái thời gian này là tối chiều mình không có tỉa. Dạ. Vậy ha. Thì bây giờ mình giải thích luôn với chú luôn tại sao chiều mình không có tỉa thì anh Nokia anh sẽ nói, tại cái đây là mình thực nghiệm cho bà con coi thôi nha. Tí nữa anh ra đây sẽ nói luôn tại sao là buổi chiều mình không nên tỉa. Thì thưa em cũng như chú, nếu mà trong cái giai đoạn là mình tỉa cành và tạo tán nó, mình tốt nhất là mình tỉa vào buổi sáng sớm ha, buổi sáng sớm hoặc buổi trưa. Và tất nhiên là trong cái giai đoạn này đúng không, mình khi mà mình cắt cành á, những cái cây kéo này nè, đúng không? Mình cắt những cái cành này và những cái cành khác kế bên là nó sẽ nhiễm những cái mình nói là cái nấm và vi khuẩn. Cho nên á, khi mà có cái ánh nắng mặt trời đó, nó làm cho khô cái vết bệnh, cái vết cành á, cái mũ á sau khi mình cắt tôi cho nó nhanh. Nếu cắt giấc trưa, giấc chiều. Giấc sáng thì trễ chiều cái mũ nó khô. Đúng rồi, còn khi mà cắt giấc này chiều, là chiều là cái mũ nó bị ướt, nó bị ẩm. Đúng rồi, là rồi. Cái tiềm ẩn lớn nhất để cho nấm và vi khuẩn nó tấn công vào rồi. Trong cái giai đoạn thời gian đó. Vậy là chú nói giờ dạ. Tôi hiểu rồi đó. Mới chỉ bành là bành giấc sáng là bắt chiều để xịt hầu hầu rồi. Hỏi sao tôi nó cho ướt luôn. Bành tay. Ngay tôi thấy mít này nè nó dễ. Dạ. Từ khi tôi trồng tới nay năm mấy xịt đâu có hai lần gì. Dạ. Còn phân này nó ngay mình cũng bỏ lau rau đều chứ không dạ. Bỏ nhiều lắm. Dạ. Và Kia nói luôn với chú luôn là mình hạn chế cái phân gì để cho cây nó không bị xì mũ. Bây giờ tôi nói chú cái buổi đầu tiên là tôi xài từ ấy tới bữa nay đó ha, là mới bỏ phân này là mới bỏ đây thôi. Dạ. Còn tôi xài nè, tôi mua thằng điêu đen. Dạ. Thằng phân lạnh. Dạ. Thằng Vio Thái. Dạ. Tôi cộng số kali NX. Dạ. Như cái vườn của chú như thế này nè, thì khi trồng tới cây nó lớn như này là có hao được cây nào chưa? Hồi lúc trồng nó có hao năm mấy cây. Dạ. Mà tới điểm này chú có phát hiện những cây nào mà nó có cái hiện tượng mà để gọi là xì mũ chưa? chưa thấy. Dạ hả? Thì con lại đây con sẽ hướng dẫn chú cây này, con đứng con nghiến nghía nãy giờ con thấy rồi. Thấy xì vậy. Thì cái cây này nè kính thưa quý bà con như anh em nè, là những cái lá như thế này, nó cứ nhăn nheo như thế này, nhăn nheo như thế này.
là cái hiện tượng mà thừa đạm. Thừa đạm, coi như là thừa đạm. Đúng rồi, thừa đạm. Thì sau khi á, thời điểm này nó chưa đâu. Khi mà mình đã thu hoạch cái lần trái đầu tiên thì bắt đầu là cái hiện tượng xì mũ nó sẽ bắt đầu có và cái cây bắt đầu nó héo. Tất nhiên là mình đã ngủ ngày đó, nhưng mà thời điểm đó là mình cứu không được. Khi mà cái lá nó vàng đi á, nó sẽ rụng đi, là từ cây mình nó bị xì mũ ra nhiều là nó hoàn toàn nó chết, thì mình lấy cây cưa mình lại cưa thôi. Thì cho nên cái giai đoạn cây con cũng như là trong cái quá trình mang trái đúng không? Là hạn chế tối đa các phân hóa học. Con vẫn cho sử dụng phân học nhưng mình mà hạn chế tối đa. Khi mà thời điểm cây cần cũng như là cái hàm lượng dinh dưỡng cái trái nó cần á, thì mình sẽ cung cấp đúng thời điểm, đúng định kỳ cho nó á, thì nó đem lại hiệu quả kinh tế cho mình cao. Như vậy bây giờ chú nhìn cái vườn tôi như vậy nè, cái lượng phân tôi bón tới nay mình nói được gì đó là chú thấy nó ta cân đối không? Cái này cái hàm lượng UD nó hơi cao rồi. Chú thấy là hoàn toàn những cây nào chú dòm nó thấy không? Lá nó không được bóng và nó không được thẳng. Nó bóng láng mới lại. Đúng rồi, nó bóng láng. Nhăn là ảnh hưởng. Đúng rồi, nó ảnh hưởng. Chú thấy nó bóng mà bóng nhăn đúng không? Rồi tất nhiên là cái hàm lượng dinh dưỡng đạm nó khá cao. Đó, cho nên là tiềm ẩn của cái bệnh mà mình nói là cái xì mũ nó sẽ nảy sinh ra cái bệnh kia. Dạ đúng rồi. Đó thì cái này để nếu mà khắc phục lại cái vấn đề này, không? Thì thời điểm ngay bây giờ thì chú sẽ cân bằng lại cái dinh dưỡng cho nó. Là tất nhiên á, thì chú cung cấp thêm cái hàm lượng hữu cơ nha, và cái trung lượng bumazaban á, là đưa những cái thành phần dinh dưỡng để cân bằng lại cái độ dinh dưỡng để cho thúc đẩy cái này lại ha. Dạ, để cho nó thúc đẩy cái quá trình cũng như sinh trưởng của cây, cũng như là cái quá trình mà tạo mầm hoa á, cho cây nó được tốt hơn, và sau này á, là trái mình nó tức như là mình nói là nông sản sạch ha, nông sản sạch á, thì cái chất lượng trái của nó là đạt cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Dạ. Bu hôm mát gì chút nữa về ngoài này chú biên nha, tôi biết rồi. Dạ, tôi hay quên. Dạ thì có gì đó thì Kia sẽ hướng dẫn cho chú là cặn kẽ những gì là cái kinh nghiệm con đã tích lũy từ bấy lâu nay rồi, nên hôm nay là con sẽ chia sẻ cho chú làm ba lít nào đó cho mình đạt. Này là 2,5 đó. Dạ bây giờ mình vô mình hướng dẫn chú thêm một cây ở đây để chú nắm bắt rõ rõ. Như cái cây tỉa sơ sơ thôi nha chú, cây này chú tỉa hơi nhiều. Dạ. Rồi. Đây, như cây này đây. Cũng hên này gặp mấy chú à. Dạ. Như này như mấy cành này là mấy cành dược nè chú nha. Chú tỉa coi những cành này. Rồi. Đó. Chú nhớ cách ra một khúc nha, khúc khoảng tầm 3 cm. Rồi. Không có cắt sát. Như cành này chú có thể tỉa con được cành này nha. Đó. Đây. Chú chưa cành này lại. Rồi. Còn cành này thì đây. Mình chỉ lấy ở trong cái dạ. Cung nó khoảng nhẹ thôi. Đúng rồi. Dạ. Đơn giản thôi, chú đừng có tỉa nhiều quá, nó hơi dở. Chưa mình mới biết. Đó. Rồi, như cây này chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Thì sau này những cái cành mà cái cành như này trái nó ra như này luôn thì những cái lá nó còn nhiều. Nó quang hợp hấp thu dinh dưỡng nó vận chuyển đường bột xuống nuôi lại cái trái. Chú nói dạ. Vậy tôi biết là cái lá là nó hấp thu nó hút dạ. Những cái vị xương ấy rồi. Dạ còn cái mà gãy phân này chú nè. Cái phân thì cái đất của mình vì là ok rồi, nó có cái sự mà mình nói là mình xới sáo lên á. Khi mà chú gãy phân đúng không là chú phải tưới ẩm trước cái để cho cái quá trình mà cái độ ẩm trong đất nó đảm bảo khi mà mình gãy cái hữu cơ vi sinh xuống. Nó mới ngắm vô. Dạ đúng rồi, nó ngắm vô là nó tạo cái môi trường để cho những cái con nấm vi sinh trong phân á nó sẽ phát triển mạnh hơn và nó cộng sinh vào rễ thì nó tốt hơn. Dạ. Nhanh hơn. Dạ. Nghe là chú tôi rải cho em chưa có dám 2 liếm này tôi ngưng lại. Dạ như cái cây này đúng không? Trong quá trình là để mang trái á thì chú cứ có thể là phối trộn cho con là 5 bao quả cầu lửa với 1 bao trung lượng bumazaban. Thì cái gốc này là chú sẽ bón cho con là 1 kg được rồi. Nha, đừng bón nhiều. À, thì 1 kg này nó là đủ hàm lượng dưỡng để cung cấp trong cái quá trình mà tạo mầm hoa cũng như nuôi trái. Nhưng mà cũng rải vòng ở ngoài vậy ha. Dạ đúng rồi, chú rải y chang gì cho con luôn là cũng chẳng được rồi. Là đúng cái kỹ thuật. Rồi. Dạ. Cái này có điều kiện thì chú gãi xong chú tưới nước nha. Tưới chứ. Dạ. Tôi gãi là tôi tưới cái này. Dạ cho nó mới đạt yêu cầu. Gãi là tưới chứ được chứ. Cái này. Tôi thấy là của tôi cái này nó cũng tương đối nó cũng dạ. đều. Rồi như cái trái này đây. Cái trái này thì nó ra là cũng rất là ok rồi, nhưng mà cái trái này nghĩ là lâu lớn lắm, tại vì cái cành này chú đã cắt bỏ đi. Đó, nó ra, nó vẫn ra nhưng mà nó lâu lớn lắm nha. Nó không có những cái hấp thu nó hấp thu dinh dưỡng không được. Tự với đá gống đưa lên thôi. Đó thì nó rất là hạn chế. Đó cho nên là cái trái này lâu lớn. Còn cái dạ thì thời điểm tới đây nếu mà chú muốn cho nó ra những cái trái mà kế bên như này đúng không? Thì chú phải đưa những cái hàm lượng dinh dưỡng để lấy kích cho nó ra qua đồng loạt. Kích vô thằng kích cho những cái cành này nó ra qua. Mà mạnh dạn phải tiễn bỏ trái này.
trái này nó không có tác dụng đâu, tại vì nó lâu lên rất là lớn. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái cuống nó quá nhỏ, là nó là cái sức mà để nuôi cái trái á. Rồi, thì nó không cái đó là cái điểm ấy là dạ. cái sau khi mình chọn cuống vàng hay là cuống xanh, cuống xanh, chọn cuống xanh, cuống xanh dạ. Khi mà nó ra như thế này nè, nó ra như thế này là nó bự lắm, bự, còn cái này rồi, nó nhỏ lắm rồi, cho nên là mình nói nữa là mình phải chọn cuống xanh, ý nói vừa hấu mà trái gốc vậy. Đúng rồi dạ. Đó. Còn như cái này thì bây giờ mấy cái này là nó dặn vô hiệu rồi không, chúng mình dặn vô tỉa cho con ha. Chỉ sơ trong lòng đúng rồi, như cái cây này chú không có tỉa gì nhiều, chứ tỉa chừng nhánh hay nhánh nè, chú để xùm lụm đại cho con đi. Rồi. Đó. Bởi vì có kỹ sư mới được chứ còn mà không có thất bại lắm, đơn giản vậy thôi. Chú thấy không, quá, chỉ mới có 3 nhánh thôi là chú thấy cây nó thông thoáng rồi, mình chủ yếu là thông thoáng trong cái thân cây thôi, cái thân mình cho nó gọi dạ. Dạ đúng rồi đó, thì sau này có cái trái nó ra đúng không, thì những cái ánh nắng mà có nói là nó ánh nắng chói chang á, thường nó nắng chói chang á, thì nó có những cái lá nó che lại, nó bảo vệ được cái trái. Nếu mà chú làm dạ. quá trời lên nữa là nắng vô nó làm ảnh hưởng tới cái trái này, nó này kia nó không tốt, nó nám đó. Đó là một phần, đó là một kinh nghiệm dạ. Rồi, đơn giản thôi, là tôi tẻ rất mau sơ xài vậy là rồi đơn, mấy cái con nhấp với 2-3 cái vô thấy cái cây không thông thoáng ở trong là được rồi, đâu cần nhiều dạ. Không vậy thôi dạ, nó mất sức lắm, cây không ra bao đâu, gặp mấy chú chỉ rồi rồi viên hỏi con gà xì rượu ngay chút. Lá nào nó cũng nhăn ra không dư đạm, dư đạm quá nè, có bóng rõ ràng dư đạm, lá nó nhăn lắm nhăn, tôi thấy cái đọt non ra không giờ nó bóng đúng không. Và những nè, những cái lá nó ra trước này cũng rất là li ti là gần 2 tháng nay rồi đó dạ. Mà ống mưa cũng như mình rải nó lúc nắng rồi ông ấy, cái ống mưa dạ. nó rút lên á dạ. Nó rút cái phân tạp dư đạm dữ lắm. Rồi, chú muốn cân bằng lại độ dinh dưỡng thì chú làm theo công thức của con là rất là ok. Rồi anh Nokia. Này mấy cây này nó tỉ hơi nhiều anh chú. Nhiều lắm. Rồi cái này Nokia nói luôn với chú luôn, với bà con hiểu luôn, ở trong cái bao phân quả cầu lửa này nó có cái gì nè. À đây nè. Nãy giờ con đi qua con không để ý cái bao nó, về lấy đây con thấy cái bao rồi, giờ con giải thích cho chú nha. Thì cái bao phân quả của lửa này nè, nó đơn giản thôi, chỉ 40kg thôi à, bán ngoài cửa hàng đó nè. Mà mình quan trọng nha, trong cái bao nó có những cái thành phần như thế nào à, cái thứ nhất á là nó có 5% đạm, 5% mà humic acid đó, còn hữu cơ thì nó 18%, còn canxi oxit thì nó 1.7% để nó cân bằng lại cái độ pH. Còn cái bên cạnh đó thì nó có những cái chủng vi sinh như thế này, Azotobacter là cái dòng vi sinh mà nó cố định đạm và nó phân giải lân. Tất nhiên á, là những cái thành phần dinh dưỡng đạm của mình ngày xưa á, mình bón vô cây trồng á, thì cây trồng nó hấp thu không hết. Thứ nhất, cái thứ hai là nó bị thất thoát một phần. Thì cái Azotobacter này nó có cái nhiệm vụ là nó như cái máy cày máy xới đó, nó xới lên tạo với để nó phân giải những cái hàm lượng dinh dưỡng ở cái dạng khó hấp thụ lúc trước, nó trở thành cái dạng mà dễ hấp thụ để cho cây trồng mình nó hấp thụ trở lại, cho nó xanh tươi tốt trở lại. Rồi cái bacillus methyrum và bacillus subactic là những cái chủng vi sinh này nó sẽ là gì, để khử mùi ha, để khử mùi tất nhiên là những cái con mà vi sinh vật gây hại trong đất nó sẽ bị chết đi, hoặc là những cái hữu cơ là nó bị hôi thối đó ha, là những cái con vi sinh này nó sẽ là gì, nó khử mùi hôi mùi thối để cho tạo cái điều kiện cũng như là cái môi trường trong đất cho nó thông sạch sẽ, cũng như để cho cái rễ nó phát triển, thằng này vô nó mới làm cái dạ. nó tơi ra dạ. Còn cái streptomycin cái streptomycin là cái gì, là cái kháng sinh để cho cái rễ cây của mình nó sẽ hạn chế được cái bệnh như là thối rễ này kia, cũng như là nó cung cấp những cái chất mà để cho cái cây mình nó có cái đề kháng tốt hơn, để cho cái cây mình nó sinh trưởng tốt hơn. Đó, nó hạn chế được bệnh trên lá hoặc là này kia trong cái do cái điều kiện bất lợi của thời tiết dạ. Thì bên cạnh đó thì cái độ ẩm nó cũng 30% dạ. Bao nhiêu vậy được rồi dạ, hai vô kéo bắt tay cái bắt tay lịch sử cái rồi con cảm ơn chú nha dạ. Tôi cũng cảm ơn chú tới hướng dẫn cho tôi không có biết làm dạ. Có nghĩa là làm mình làm mờ hồ á dạ dạ dạ, mà có mấy chú là chỉ lên đó là những cái dạ, dạ. quy trình dạ, cho, nên là, cho nên là mình mới biết mới nắm được dạ. Chú con gái con gái ăn chú
À, chú thì có mà chú gà xong hết rồi. Còn là cháu gì không? Cháu thì có mà cũng nhỏ. Dạ, nhiêu tuổi rồi chú? 18 chưa? Chưa. Dạ. Mới có 15 tuổi. À, dạ, đợi con phải đợi 3 năm nữa em. Chú cái vườn này chú nên để cỏ nha chú nha. Đừng có xịt thuốc cỏ nha. Chúng ta không xịt thuốc cỏ nha. Dạ. Tôi biết vụ đó là không bao giờ xịt thuốc cỏ. Dạ. Nguy hiểm lắm. Dạ. Thuốc cỏ ảnh hưởng bộ rễ lắm. Dạ. Tôi nói mấy chú ở ngoài hè tôi hồi nãy ngoại đó. Dạ. Là tôi trồng tháng 2. Dạ. Ở trong này là tháng 3 mà ở ngoại hôm trước á tôi tháng 7 vừa rồi đó, vừa mùng 2 tháng 7 cái lối 25 tháng 6 rồi đó là tôi cắt cái trái mít vô, tôi có để một dạ. cái. Là được 9 kg rử. Dạ. Ăn rất ngon mà nó gỡ ra là ăn mùi thơm dầu suối mà. Ừ. Nhưng mà nó thất bại tôi một cái là trái mít không được tròn, là lý do tôi chiết hơi sớm. Cũng như nó ra cái nụ đó, tôi thấy tôi ưng bụng rồi ha. Cái tôi giết mấy cái kia bỏ hết trơn lấy mình nó gì, tôi hỏi lại mấy ông kia nó gì là không tốt. Phải để thí vậy cho nó bự vậy nè. Đúng rồi. Rồi mình mới chiết bỏ, mình lấy trái nào lấy còn cái mới chiết bỏ vậy đó nó mới hiệu quả, còn không chiết sớm mà bị đào. Y gan. Đúng rồi. Chú biết tại sao không? Nó bị lép không? Thì nó có vấn đề nhưng mình chưa hiểu nguyên do nó. Rồi Nokia giải thích. À, nếu mà chú mà chiết nhỏ quá nha. Chiếc nhỏ ở giai đoạn nhỏ là khi mà cái trái mình á là nó chưa thụ phấn hoàn toàn. Đó. Thì chú chiếc lỡ vô tình mình chiếc bỏ cái trái mà ở ngoài đầu cuống đi, đúng không? Thì cái trái đó là nó là cái gì? Môi trường cũng như là nó cung cấp những cái hàm lượng màu phấn á, cái túi phấn á nó sẽ cung cấp cho những cái trái mình đi trước. Chú nói cái này cho nên là cũng những cái trái mà nó tròn nó đẹp. Hồi xưa cái con ông bầu á, cái con ông bầu mà lại nó đục, nó đậu cái bông này nó đậu cái bông kia đó, dạ, là nó dạ. đậu ra là lý do ảnh hưởng là đúng do rồi. Con người đúng nó rồi, đi giao hợp quan hợp đó. Dạ. Thụ phấn chéo á. Dạ. Thì nó dưa hấu rồi sau này mình mặn dưa hấu mình mới đi úp. Dạ. Thì cho nên trong quá trình mà để chọn lựa để cái trái nào nó đẹp á thì chú để cho nó hơi lớn xíu. Rồi. Lớn xíu mình hãy chọn lựa cho nó đạt yêu cầu. Dạ. Đại với nè, cũng có người chỉ tôi. Khi cái cuốn mà mình thành hình mình lấy rồi đó, dạ. là mình phải xịt thằng hai lũ đỏ với Riomin. Dạ. Xịt cho cái cuốn nó bấm. Dạ. Mấy anh kia mấy anh không biết, cũng chẳng hạn như trái mít thọt cũng vậy, là cái chỗ này nó có cái quần hơi sâu. Dạ. Mấy anh sợ nước mưa rồi động nó thối. Dạ. Mà anh nọ anh chỉ là khỏi, không có gì đó đâu. Dạ. Xịt Riomin với thằng hai lũ đỏ là kể như là dạ. chắc ăn. Dạ. Là trái mít nó bóng luôn. Dạ. Vậy là hiệu quả đúng phải không? Dạ đúng chú. Rồi. Dạ. Vậy là có bạn chỉ vậy là dạ, đúng dạ, rồi dạ. Thôi vậy mình về. Không mình về à, cho uống có, chú uống nước đi. Dạ. Cảm ơn mấy chú dữ lắm nha. Dạ. Chú uống xong ạ. Cho con uống miếng nha. Chú này bao nhiêu tuổi rồi cháu ha? Con nói giỡn á, chú uống này, chú uống này. 68 tuổi ha. Dạ. Thì chú làm nông nghiệp này lâu chưa? Cái tôi nói về làm rẫy là hồi 18 tuổi là tôi có làm tới bây giờ rồi. Là mới nghỉ 2 năm nay. Mần nó cũng yếu rồi, thôi mình cũng dưỡng sức dưỡng già nhờ con chứ. Mà bây giờ tôi nói với chú á, làm cái này là làm cho thằng Út. Mà bây giờ nó thì nó cũng có cái nghề ở nhà, nó hàng, nó làm công chuyện dụng cụ đó. Nó cũng không đi làm được, thôi mình cũng phải ra đi làm chứ sao vậy. Làm không kịp thì mướn người ta. Cái vườn mít này chú trồng bao nhiêu tháng rồi ha? Trồng tháng 3 năm rồi đấy chú. Tháng 3 năm rồi. Thì tháng 3 rồi là giáp 1 năm. Dạ. Nay là tháng 7. Thì nó được 17 tháng hay không? 16 tháng hả? 14 tháng. Giáp năm là 12 tháng. Đúng rồi, 14 tháng. 14 tháng chú ạ. Tính ra vậy là cái vườn này chú chưa thu hoạch luôn. Chưa, cái này chưa mà tôi dưỡng mà. À dưỡng. Có mấy chú ở trên kia trồng nhỏ hơn của tôi nữa mà lấy trái không nên thân. Dạ, dạ. Nó coi vậy nó còn nhỏ quá, cái cây nó đâu có đủ sức mà cung cấp cho cái trái. Dạ. Mình thấy chỗ đó mình đừng gấp ăn. Dạ. Này cũng là một kinh nghiệm nè ha. Không rồi mình không gấp là lý do, nếu nó còn nhỏ quá mà nó đâu đủ sức cung cấp đâu. Với lại đất này đất nhà mình đúng không? Đúng rồi, đất nhà mình đâu có cần, chừng nào ấy cũng xa xa cũng tốt. Dạ. Bởi vì tôi nghe anh em nói cái tuổi thọ của mít này nó chừng 7 năm trở lại rồi, nó không dạ. quá. Nhưng mà do nó chủ yếu là mình ráng chăm sóc nó thì nó không để đổi. Còn dạ. mà kiểu mà ông lấy vật rộng quá là nó mau chết. Nói chung là tôi cũng không có biết. Tôi có anh xui ở Tân Long á, là ông già vợ của cái thằng ở trong nhà Úc á. Có anh bạn anh Hớn ở trên Tân Bình. Nghĩa là anh bằng hình như là 3-4 công mà anh bán năm ngoái nhiều tiền lắm. Anh ham dữ lắm, nó bẻ anh xui nó bẻ vô đóng mít rồi có
2 tấn gì mà lấy mười mấy triệu, 60-70 ngàn ký đó. Dạ. Ham quá trời ham, đốc tôi anh Xui trồng ít anh Xui. Tôi trồng là anh cũng trồng á. Tính ra anh Xui cũng tốt bụng anh chia sẻ với bộ. Không, chia sẻ thì nuôi con gái của anh kìa, bị có là nuôi gái anh, gái út mà cháu dâu út tôi trong nhà rồi. Cũng gì cũng nuôi con gái anh không gì. Rồi, bây giờ chúng ta vào rồi, thôi. Rồi. Cảm ơn mấy chú. Con cầm cái bao cho. Cảm ơn mấy chú lại hướng dẫn rồi này kia. Dạ. Chú làm theo quy trình con đi là ok à. Chanh này của anh Tú à. Đừng có chiếc nữa, chú chiếc xương 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 cho được rồi. Vô chỉ xuống cho kích thịt bông. Dạ. Chú cắt trục cái rừng xấu vậy. Cây nữa nữa con nói chú ơi, nó ra bông chậm cái cây này. Không bằng cái này ha. Bị mấy cái này nó hết 100%. Như toàn lá này nó quang hộp. Rồi rồi. Hồi xưa học nhỏ học sinh học rồi người ta nói lá nó quang hộp mà. Lá phổi mà. Thực ra thì bên chỗ anh Tú á, là vấn đề anh cũng đang trầm ngâm, anh suy nghĩ rằng là anh tỉa là để cho nó thông thoáng, với lại cái thứ hai gió bão, nhưng mà nó thực tế là nó cũng không theo cảm nhận của em là nó không có được, nó anh không hiệu quả, nó anh cũng buồn nhưng mà nó vậy đó, tại vì cái cây mình nó sẽ quá không. Nó không có lá này nó quan hợp. Em cho anh chăm sóc luôn cái cây này như này đúng không? Cho 10 ngày để dưỡng, 10 ngày để dưỡng thôi, nhưng mà cái trái nó không lớn đâu. Tại vì mấy cành anh tỉa hết trơn rồi. Những cái quan cái quá trình quan hợp nó để vận chuyển đường bột từ ngoài cái dinh dưỡng mà từ ở không khí ha, nó qua hấp thu qua lá nó vận chuyển vô đây á, là dinh dưỡng nó cực kỳ nhiều. Đó, mình bón là chỉ bón một phần nữa thôi. Đó, cho nên là anh tỉa nhiều quá thì nói chung thì trái vẫn lớn nhưng mà nó sẽ không đạt cái yêu cầu là cái trái là yêu nhất hoặc là trái 17 18 kg không giờ đạt. Nó tơi rơi tầm khoảng cả 10, tối đa 12, 13 kg thôi. Hoặc rồi, là rồi, thấp hơn cái điều kiện đó. Nói gì ta thấp nhất liền. Dạ. Cũng như lúa mà nó trổ đều mà cái lá lúa bị sâu lá ăn là đúng rồi. Vậy như lúa nó bị mất cái quá trình quang hợp vận chuyển được bột. Nó mất cái lá gai. Lá gai đó. Dạ rồi. Vậy. Mình phải rút kinh nghiệm và có mấy anh em lại xuống để truyền tải. Nói chung là đôi khi một cái đầu thì không thể nào bằng là bốn cái đầu chúng ta đang ở đây. Thấy vừa của tao chứ mà ra ngoài coi coi. Thẩm ba cái nhánh bự bự nè, già tôi cắt. Như cái nhánh này nè em nói. Nhánh này. Nhánh bự này uổng nè, thấy không? Cắt rất là uổng. Uổng dữ lắm uổng. Tại là những cắt mấy nhánh nhỏ đó em hài lòng nè. Thấy không? Nhánh nhỏ nè. Mấy nhánh này anh cứ để lại, cái này là cơ hội để dẫn cho trái mấy cái cành này hết. Đó. Ở trên đây nói chung là rất ít cho trái lắm. Cho trái là những cái cành dưới à, từ đây trở về xuống thôi. Bảo đảm cái chỗ mà nó ra trái cắt rồi nó ra ngay cũng ra ngay luôn, nhưng mà trên đây là không để trái được. Lý do nó cao quá. Đó, mình chăm sóc nó khó. Miếng mấy cành này là cành trái không nè. Đó, mình chỉ cắt những cành nhỏ thôi. Là nó rất là ok luôn. Chú nói cành trái là nói là tươi nóng rồi không? Như con trai nó có con cu dương cu ra thì hơi lội lội không? Trái không có thì nó cứ bằng khác thôi. Uổng anh. Nhưng mà cái này á thật ra là mình cũng không thể nào mà trách được, tại vì khi mà cái khoa học công nghệ với kỹ thuật cây trồng á mình phải cập nhật thường xuyên để cho mình không nắm. Cái mình không, cái này không biết là không có tội. Nhưng mà sau này mình cứ bây giờ rút kinh nghiệm. Chung thì cây mít là cây ăn nhậu. Thời gian rảnh lắm rảnh. Không làm chứ á, ăn rảnh lắm rảnh. Nha, giờ như cây đây chỗ đây ngon này. Cây này ok nè. Được tàn là cây này ngon nè. Ok nè. Ok. Bây giờ cái chỗ cây chanh đây là anh giải quyết cho cây chanh nó ra đi để cho chỗ này nó thoáng ra. Hoặc là để đại không sao đâu, không sao. Thì bây giờ mình cắt cái chanh đừng nó lên nó lắng ở trên nó rập. Như gì đó hả? Cái chanh này giải quyết nó đi để nó bị đóng thấn vậy đúng lắm, rồi, nó đóng thấn lên đó. Đúng rồi. Đó, nó không thoáng lên. Cái nhành đây nữa là quanh à, cắt luôn cái nhành đây luôn. Để em hái ra chanh cho chẹp anh cắt quăng mắt uổng, hả? Cắt cái nhành đây luôn. Để cho nó lắng lên. Bảo đảm là anh cắt xong rồi vài bữa nó ra bộ lá nó sẽ khác liền. Chứ cây mít nó ra bộ lá khác liền. Nó thông thoáng liền. Không sợ ngã mấy cái nhánh bự bự không cắt cũng. Nhưng mà cái đợt mình cũng không nên cắt thôi, là để cắt đầu. Mình cắt mình như nó
rơi về giai đoạn này nè, là trước khi cho trái nha, là khoảng tầm 3 tháng đó, hả cắt. Nếu còn trong quá trình như cho trái gì đúng không, giờ anh cắt bình thường không, rồi sau này những anh trái này thu hoạch rồi là 1, 2, 3 xì mũ à. Nói vậy đó, cũng như nó bị hay cắt cái bị trống hơi đúng rồi. nhất là cái dinh dưỡng nó sẽ dồn xuống quá trời, nó dư thì bắt buộc phải xì thôi. Thường thường cái dinh dưỡng nó lòi lên trên mà đúng rồi, nhưng mà mình cắt mình khống chế trên là nó sẽ dồn xuống thôi. Như vậy là không nhắc đọt. Dạ. Nếu muốn nhấp đọt là trước giờ trước khi để trái ông coi con kia phun. Dạ. Được chưa? Dạ. Lấy trái được chưa? Này hơi nhỏ. Hôm nay mình lấy trái ông nội ơi. Nhỏ lắm, nhỏ. Trong muốn trồng á. Này nhỏ mà không? Nhỏ. Vườn nhà mà ông lo gì vội vàng quá vậy. Ok đúng không? Anh muốn khoảng tầm 3 tháng nữa lấy trái được, nhưng mà anh phải đi cái hàm lượng dinh dưỡng cho nó ngon lành. Như cái này hữu cơ đúng không? Với ông bờ buôn má cho bán không? Anh gãi em góc ký tháng gãi một lần. Đảm bảo anh 3 tháng tới 4 tháng là lấy trái luôn. Đó, vậy đó. Chứ tôi thấy nó cái gốc bờ trên kìa nó có gà trái đó. Lãi bỏ. Nó vẫn gà trái. Tôi là tôi lãi bỏ một đợt hôm trước đó. Lãi bỏ ha. Lãi vô xào. Xào vô lá lốp. Cắn cái tôi dắp bỏ ra. Cái cây này có ra bông nữa nè. Nè, cái này ra nè. Lãi bỏ đi anh. Để là mất cái cây.